Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt sẽ cùng bạn tìm hiểu chiếc bình giữ nhiệt của hãng Lock & Lock. Đây là chiếc bình có dung tích là 490ml và có tên là Hidden Moon Tumbler. Và chiếc bình này có 3 màu: màu hồng, màu xanh bộ đội và màu xanh dương. Về đặc điểm thì chúng ta thấy cái bình này có quai sách tích hợp, nó sẽ gấp gọn lại ở cái nắp này. Thứ hai là cái miệng nó rất là rộng để các bạn có thể bỏ đá vào, và có một nút để đóng mở rất là tiện dụng. Tất cả thì được làm bằng inox 304 chống rỉ, rất là bền. Mã của sản phẩm là LHC3275. Cái số đuôi này là quy định màu thôi, và được phân phối chính hãng bởi Lock & Lock Việt Nam. Các bạn thấy nó rất là đẹp khi mà bạn mang theo bên mình. Và chúng ta sẽ xem ở bên trong. Đây là chiếc bình màu hồng. Ở dưới này thì các bạn thấy cũng có in cái thông tin về sản phẩm. Vỏ này bằng inox chống rỉ, phần nắp đấy có quai sách gấp gọn, và phần mở khóa để mở này. Cái này khóa an toàn nhé, các bạn phải mở thì mới bấm được đấy, one touch để mở, còn gạt sang đây là khóa các bạn sẽ không bấm được, không sợ bị nước ra ngoài. Thế còn bên trong thì các bạn thấy mở cái nắp này ra để chúng ta có thể cho đá vào hoặc là vệ sinh, rất là tiện. Dung tích là gần nửa lít, còn tất cả đều có gioăng cao su để chống nước tràn ra. Đây, vẫn chặt lại này. Tương tự vậy, ta sẽ xem cái bình màu gì ạ? Màu xanh bộ đội, cái xanh la vi đấy, có logo Lock & Lock này. Đế này bằng nhựa, phần nắp gạt sang đây mở, bạn có thể uống trực tiếp ở đây hoặc là mở ra để gì ạ? Vệ sinh bên trong. Và màu này là màu xanh, và đây màu xanh nước biển, cũng rất là đẹp. Cái này nó ở đây có lưu ý là các bạn sẽ không dùng cái lò vi sóng nhé, và rửa bằng tay. Nó tự mở ra, tay cầm rất là đẹp. Thì chiều cao của cái bình này tôi đo được ở đây là khoảng 23 cm, còn đường kính của nó là khoảng 7 cm. Để tìm hiểu kỹ hơn với các loại bình giữ nhiệt của Lock & Lock, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.